Chúng sẽ theo tập đọc tuần 4, bài Một người chính trực trang 36. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi 1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào? Trả lời: trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ ông không nhận vàng bạc bút lót để làm sai di chiếu của vua. Ông cương quyết làm theo di chiếu, lập thái tử Long Cán lên làm vua. Câu số 2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời: trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ cử người tài ba chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình. Câu 3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành? Chúng ta trả lời: nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành vì những người chính trực bao giờ cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng. Chính vì thế, họ làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước và cho dân tộc. Nội dung của bài. Bài văn ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, một lòng vì nước của Tô Hiến Thành, một vị quan đứng đầu triều Lý nổi tiếng chính trực thời xưa.